Vâng, xin chào các bạn, mình là Kiên. Và đã rất là lâu rồi, khoảng 1-2 tháng nay mình không có thời gian để mình làm những cái video nói về vấn đề là giải thích câu hỏi và vấn đề là những cái thắc mắc trong cuộc sống hoặc trong cái cá tính âm nhạc hoặc là phát triển âm nhạc cho mỗi người. Bản thân mình là một người rất đam mê âm nhạc và làm cho YouTube fan. Nhiều người hỏi tại sao bạn lại có những thời gian bạn làm như thế. Xin thưa các bạn rằng là tất cả chúng ta ở đây đều có một đam mê, và như đam mê YouTube Vanner của mình đã nuôi cái channel của mình được 3 năm nay, là mình đã phát triển từ những ngày đầu. Thực ra khi mình mới làm thì mọi thứ nó là đơn giản, một cái smartphone hoặc một cái máy ảnh loại nhỏ hoặc một cái điện thoại mình cũng có thể làm được. Nhưng mà phát triển chất lượng thì phát triển lên từng ngày. Với những câu hỏi thường gặp của những bạn hiện nay thì là mua đàn tầm 3 4 triệu, 5 triệu có tập được không, hay là cách chạy ngón, cách luyện đàn, cách cảm âm. Mình cũng muốn nói đến tất cả trong một cái video này, nhưng mà mình nghĩ nên chia ra nhiều vấn đề. Ngày hôm nay mình sẽ nói cho các bạn một vài vấn đề, ví dụ như các bạn hỏi mình là cách như thế nào để mình chọn một cái đàn 300 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn để mình tập ngón. Xin thưa với các bạn thì nếu một cái đàn như thế thì cũng chỉ đủ để các bạn đánh chơi chơi, chứ nó không thể phát triển được cái gì hết. Nếu một cái đàn đủ để chúng ta chơi ở trong gia đình thì ít nhất phải là khoảng 4-5 triệu đàn mới hoặc là 3-4 triệu đàn cũ. Nói chung là nó dao động như thế, chứ không có mức là vài 300 ngàn, 500 ngàn. Cũng giống như những đam mê của những bạn theo mình thì đam mê nửa vời. Có những người thực sự họ đam mê thì mình dạy rất là dễ, nhưng nhiều người họ đam mê nhưng mà không tới thì ví dụ họ chưa luyện ngón xong mà họ muốn nhảy sang họ đánh đàn liền thì đó không thể được. Cái thứ hai là người đó không có cái khả năng nhạc lý và không chịu tập bài thường xuyên thì cũng không phát triển được. Cái thứ hai nữa, nhiều bạn lại nói là có phải là đàn Roland khó chơi nhất? Không phải vậy các bạn. Nếu như một người thầy của bạn viết lên các bạn cái gì đó thì nó là như vậy, và quan trọng nhất là ở sự học hỏi các bạn. Roland, Yamaha hay Korg hay Casio hay bất cứ một cái hãng gì trên đời này, nó là đưa mình về âm nhạc, và tất cả các nhà sản xuất họ cũng âm thầm bắt tay với nhau và họ bảo mỗi người sẽ làm một chức năng một tí. Vấn đề quan trọng là bạn cần cái gì ở đấy. Ví dụ người ta vẫn hay nói là Yamaha có cái style hay và Roland có cái tiếng hay và nhỏ gọn, Casio thì những đàn của thiếu nhi và Korg hiện nay thì người ta bảo có cái bát dài. Mỗi người một cái ý thích, mỗi người một sở thích, nhưng chúng ta không thể chụp nón nào nói ừ cái này là nhất, cái kia là nhất. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là ở cái này của bạn. Nếu cái đầu của bạn không có sự suy nghĩ và không có cái sáng tạo thì bất cứ một cái nhạc cụ kể cả 100 triệu hoặc tỷ bạn cũng chỉ vậy thôi. Điều quan trọng nhất là bạn có một cái kiến thức nhất định. Ví dụ thời gian bạn ngồi trên cái đàn luyện ngón. Bản thân của mình chẳng có bí quyết gì để chia sẻ hết. Đơn giản là mình chịu ngồi trên cái đàn piano mình luyện, và hàng ngày công việc của mình vẫn là đi dạy các bạn và các cháu. Thì chính từ những cái mà bạn làm đấy, nó tạo cho bạn một sự đam mê và sự nhiệt huyết trong cái công việc. Quan trọng nhất là thu hút được lòng người. Một điều nữa mình xin nói rằng nếu như khi các bạn học một thời gian các bạn thấy khó chịu trong người hoặc các bạn cảm thấy là nó bức bối quá, các bạn có thể bỏ đấy, các bạn đi chơi hoặc các bạn làm gì đó, một cái công việc gì đó, sau đó các bạn trở lại thì mình nghĩ rằng nó sẽ ok hơn. Các bạn cứ ngồi với bù đầu vào đấy thì chúng ta vẫn rất là khó để chúng ta làm gì. Cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề cảm âm. Cái này không ai dạy ai được, mà vấn đề cảm âm là bạn tự động có trong con người bạn.
có cái âm nhạc con người bạn tự sôi sục lên, hay có một cái âm nhạc một phát là bạn nó nháo xuống. Vậy mình xin tư vấn cho các bạn một cách để các bạn cảm âm, đó chính là các bạn hãy tạo cho mình một cái style, tức là nói nôm na là bạn hãy tạo cho mình một cái ý thích về một cái loại nhạc nào đấy. Có người rất là thích dân ca, có người thích bolero, nhưng có người rất là thích nhạc sơn tùng, hay là thích nhạc trẻ, hay là thích piano. Thì như vậy bạn hãy đầu tư vào đấy, và bạn có một cái hướng đi riêng mình. Thì bạn một ngày không làm được, hai ngày, một tuần, hai tuần, mình nghĩ bạn sẽ làm được. Và mỗi bài hát của bạn thuộc, mình là một người mình muốn đưa đến giới thiệu cho mọi người, thì bản thân mình cũng không thể là người biết hết. Các bạn chuyên về một thể loại nhạc, mình nghĩ bạn biết nhiều hơn mình. Đấy, điều quan trọng là như vậy. Khi bạn biết về thể loại rồi, bạn sẽ phát triển cho riêng mình. Tại vì mỗi người là một cá tính, sinh ra chúng ta không thể ép buộc và không thể bắt buộc. Người này thích cái này, người kia thích cái kia, chúng ta không thể bắt họ thích giống mình. Và nhất là cái trường hợp đó, bạn cũng đừng bao giờ nghĩ mình sẽ đi làm show được. Tại vì mình sẽ thích theo ý thích mình, bảo suốt ngày mình chỉ đánh dân ca thì đi chúng nó hát nhạc đen, remix thì làm sao mình đánh. Cho nên ngược lại, những người remix thì rất ghét dân ca. Cho nên mỗi người có một cái sở thích riêng, và chúng ta, quan trọng là chúng ta biết trung hòa lòng người và công việc của mình. Qua cái video này, mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và góp ý những cái ý tưởng cho mình. Thời gian tới, từ nay tới Tết, mình sẽ làm một cái video. Nếu như các bạn có muốn cộng tác, hãy liên hệ với mình. Ngoài ra, những cái phát triển qua YouTube Fanner của mình nó không dừng lại ở đây. Sau này mình sẽ nhân rộng hơn mô hình này ở Việt Nam chúng ta. Nếu bạn nào có nhã ý hợp tác, hãy liên hệ với mình. Đồng thời chúng ta có thể tạo thành một cái nhóm như group, tạm thời mình gọi là Dr. Music. Chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn. Rất hoan nghênh được các bạn ủng hộ cái video này. Đồng thời có những cái ý tưởng để phát triển ra những cái video mới, các bạn có thể comment hoặc là những cái góp ý hoặc những cái thắc mắc, hãy inbox về trên Facebook của Nguyễn Kiên hoặc là K-pop VN hoặc là âm nhạc và bạn bè. Mình sẽ check từ từ và mình sẽ trả lời cho các bạn. Hoặc email nguyenkien02188@gmail.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video này và chúc các bạn ngủ ngon.